Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sáng ngày 4 tháng 4, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi giám sát công tác bầu cử tại huyện Tam Dương. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Kim Khải chủ trì buổi giám sát. Theo báo cáo của huyện Tam Dương, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được huyện kịp thời triển khai các nội dung công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình và đúng các quy định của pháp luật về bầu cử. Đến nay, huyện đang tiến hành lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người tự ứng cử, người được các cơ quan, đơn vị giới thiệu ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri, công tác chuẩn bị bầu cử được đảm bảo về thời gian theo đúng quy định. Theo hợp đồng đến hết tháng 7 năm 2016 sẽ hết thời hạn hiệp định vay vốn ODA dự án đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh của nhà tài trợ Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản. Hiện nay nhà thầu thi công dự án đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại nhằm hoàn thành dự án theo kế hoạch. Dự án đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng POSCO Việt Nam là nhà thầu thi công chính. Cho đến thời điểm này, dự án đã cơ bản hoàn thành. Nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại, chuẩn bị cho lễ thông xe dự kiến vào cuối tháng 4 năm 2016. Sau Tết âm lịch, nhà thầu đã huy động nhân lực và máy móc cùng với nhà thầu phụ triển khai công việc một cách khẩn trương. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do các yếu tố khách quan ảnh hưởng, làm chậm tiến độ thi công so với kế hoạch vài ngày. Tuy nhiên, trong thời gian tới, nhà thầu sẽ tăng thời gian làm việc từ 6 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Cũng như từ một tháng trước, chúng tôi đã huy động 100 công nhân trực tiếp từ nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ. Tất nhiên là 100% công việc sẽ không thể hoàn thiện trước ngày thông xe, nhưng phần cảnh quan, nhưng những hạng mục chính chúng tôi cam kết hoàn thiện trước ngày thông xe. Hiện nay nhà thầu đang tập trung thi công hạng mục vỉa hè, giải phân cách, giải lớp cấp phối 1,2 km đường thuộc địa phận xã Chu Phan và thi công phần gia cố xi măng, thảm mặt đường từ km 9+920 đến km 10+114 thuộc xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Dự kiến đến ngày 10 tháng 4 năm 2016 sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục trên. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công ở các cái phần diện tích đường mới được bàn giao mặt bằng sạch thì hiện nay nhà thầu cũng đang gấp rút triển khai các cái công việc còn lại trên toàn tuyến đường của dự án đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh như là dọn dẹp vệ sinh, lát vỉa hè và trồng cây nhằm đảm bảo mỹ quan cũng như là chuẩn bị cho cái lễ thông xe diễn ra vào 25 tháng 4 tới đây. Với tiến độ như hiện nay, chủ đầu tư cùng nhà thầu quyết tâm hoàn thành dự án đúng kế hoạch và sẵn sàng cho lễ thông xe dự án vào cuối tháng 4 năm 2016. Thời gian qua trên địa bàn huyện Tam Đảo đã xảy ra tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông. Trước tình trạng trên, các lực lượng chức năng đã tăng cường xử lý các vi phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thanh tra giao thông Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hợp Châu cùng các cơ quan chức năng lập biên bản xử lý vi phạm của gia đình ông Trần Văn Đoàn ở xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo với các lỗi: tự ý đào mương thoát nước trái phép trong hành lang an toàn đường bộ, tự ý đào móng xây dựng công trình tạm thời trái phép và đổ vật liệu trái phép trong phạm vi đất dành cho người đi bộ. Lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ phần móng và tịch thu nguyên vật liệu dùng xây dựng công trình trái phép, đồng thời tháo dỡ lều lán có mái che, mái vẩy trên hành lang an toàn giao thông của 5 hộ gia đình vi phạm. Chuyển sang phần tin trong nước. Tại Hà Nội, Ủy ban dân tộc phối hợp với tổ chức Oxfam tổ chức hội thảo hoàn thiện hồ sơ đề xuất xây dựng luật dân tộc. Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Lê Sơn Hải cho rằng luật dân tộc đang được Ủy ban dân tộc xây dựng nhằm thể chế hóa một cách đầy đủ, toàn diện, kịp thời đường lối chủ trương của Đảng và các quy định của Hiến pháp về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, tạo cơ sở pháp lý để đồng bào các dân tộc thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. Các đại biểu đã trình bày nhiều ý kiến tham luận, nêu bật sự cần thiết nghiên cứu, xây dựng luật dân tộc. Các đại biểu cũng khẳng định đồng bào dân tộc thiểu số là bộ phận thống nhất, không thể tách rời của đất nước Việt Nam. Do đó, luật dân tộc phải đạt được mục tiêu bình đẳng, đoàn kết, thống nhất giữa các dân tộc, đồng thời tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số phát triển, hòa nhập bằng các chính sách, việc làm cụ thể. Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi các cục hải quan các tỉnh, thành phố chấn chỉnh công tác kiểm soát mặt hàng khoáng sản. Để thực hiện tốt công tác kiểm soát mặt hàng này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố nơi có khoáng sản tồn kho được phép xuất khẩu tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan
rà soát nắm chắc số lượng, chủng loại, hàm lượng, vị trí kho bãi khoáng sản tồn kho của doanh nghiệp, đảm bảo việc xuất khẩu khoáng sản tồn kho theo giấy phép. Các đơn vị đẩy mạnh việc thu thập thông tin nghi vấn xuất lậu hoặc gian lận trong xuất khẩu khoáng sản, chủ động phát hiện, ngăn chặn hoặc phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn để bắt giữ, xử lý. Được coi là lợi ích cốt lõi khi gia nhập TPP, tuy nhiên ngành dệt may Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức lớn về chuỗi cung ứng để đáp ứng nhu cầu hội nhập. Theo thống kê của Bộ Công Thương, trong năm 2015, tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng dệt may như sơ sợi, hàng dệt may, vải mành và vải kỹ thuật khác đạt 27,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm tỷ trọng 16,7% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Tuy nhiên, ngành dệt may phải nhập khẩu 16,6 tỷ đô la Mỹ nguyên phụ liệu, trong đó nhập khẩu bông là 1,6 tỷ đô la Mỹ, sơ sợi các loại là 1,5 tỷ đô la Mỹ, vải 10,2 tỷ đô la Mỹ, nguyên phụ liệu dệt may là 3,2 tỷ đô la Mỹ. Đánh giá về nguyên liệu sản xuất trong nước, ông Trương Văn Cẩm, Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may cho biết, hoạt động sản xuất nguyên liệu trong nước cũng không phải yếu hẳn. Theo thống kê trung bình mỗi năm, các doanh nghiệp trong nước cũng sản xuất được khoảng 1 tỷ mét vải. Đối với mặt hàng sợi, một năm trong nước sản xuất khoảng 1,2 triệu tấn, nhưng xuất khẩu từ 700 đến 800 ngàn tấn. Nghịch lý ở chỗ, trong khi vải trong nước chủ yếu là để xuất khẩu, thì các doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu lại phải nhập vải từ nước ngoài. Tương tự, lượng sợi phải nhập khẩu cũng tương đương lượng sợi xuất đi. Trước thực trạng trên, các chuyên gia cho rằng, để giải quyết bài toán về xuất xứ nguyên liệu trong TPP, các doanh nghiệp trong ngành dệt may phải phối hợp với nhau. Doanh nghiệp xuất khẩu phải chủ động tìm đến doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu nhằm giảm tối đa tình trạng nhập khẩu. Đây chính là hình thức vừa đảm bảo quy tắc xuất xứ nguyên liệu, vừa đảm bảo tính cạnh tranh về giá cả. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 54/2016 quy định việc quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ Quốc gia về Việc làm. Theo đó, căn cứ số tiền lãi thu được, Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện trích kinh phí để chi cho công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và bổ sung vào nguồn vốn của Quỹ Quốc gia về Việc làm. Trích kinh phí để chi cho công tác quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát của Cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội. Cụ thể, trích 0,3% số tiền lãi thu được để hỗ trợ kinh phí cho công tác quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Hàng quý, trước ngày 30 của tháng đầu trong quý, Ngân hàng Chính sách Xã hội báo cáo và chuyển số tiền lãi được trích của quý trước cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Chuyển sang phần tin quốc tế, truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí phòng không mới. Tuy nhiên, KRT không cho biết thời điểm diễn ra vụ thử trên. Theo đó, một tên lửa đã bắn chính xác mục tiêu kẻ thù giả định trên không và cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá năng lực của hệ thống này đã diễn ra thành công. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hiện tăng cao sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un cảnh báo Triều Tiên sẽ tiếp tục các cuộc thử nghiệm hạt nhân và công nghệ tên lửa. Vụ thử hạt nhân lần thứ tư hôm 6 tháng 1 vừa qua của Triều Tiên đã dẫn tới các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt hơn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, bất chấp lệnh trừng phạt mới, Triều Tiên đã phóng mỗi tuần một tên lửa trong một tháng qua. Ngày 3 tháng 4, hai tàu khu trục cùng một tàu ngầm của Nhật Bản đã cập cảng Subic của Philippines, gần vùng biển đang xảy ra tranh chấp trên Biển Đông. Tàu ngầm Oyashio cùng hai tàu khu trục GS Aritak và GS Setogiri của Nhật Bản cập cảng Subic để thực hiện chuyến thăm thông thường tới một căn cứ cũ của Hải quân Mỹ tại quốc gia Đông Nam Á này. Người phát ngôn Hải quân Philippines Trung tá Luis Dencuna cho hay, chuyến thăm này thể hiện sự tiếp tục thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực, cũng như tăng cường hợp tác hàng hải giữa hải quân các nước láng giềng. Trước đó, giới chức Nhật Bản cho biết tàu ngầm Oyashio và hai tàu hộ tống tới vịnh Subic của Philippines để tham gia cuộc tập trận trên biển mở rộng thường niên. Sau đó, những tàu này cũng có chuyến thăm tới vịnh Cam Ranh của Việt Nam. Hãng tin Interfax dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho rằng Nga tin tưởng tập đoàn khí đốt Gazprom của nước này sẽ không để mất thị trường Ukraine. Theo thời gian, việc Nga cung cấp khí đốt cho Ukraine sẽ dần được nối lại. Theo ông Novak, một mặt ở Ukraine đã giảm đáng kể mức tiêu thụ khí đốt. Mặt khác, Nga vẫn duy trì chính sách giá linh hoạt đối với Kiev. Ông Novak nói, cần lưu ý rằng vì lý do kinh tế suy thoái, Ukraine tiêu thụ ít khí đốt hơn. Rất nhiều xí nghiệp trước đây sử dụng khí đốt đã không còn hoạt động. Vì vậy, nếu trước đây Ukraine tiêu thụ 50 tỷ mét khối khí đốt một năm, thì hiện con số này vào khoảng 35 tỷ mét khối. Đương nhiên, nếu tính đến có thể tự khai thác
thì lượng khí đốt Ukraine nhập khẩu mỗi năm sẽ ít hơn. Song điều đó không có nghĩa chúng ta đã mất thị trường này. Chúng tôi tin rằng Ukraine sẽ mua khí đốt, kể cả của Nga, vì để an toàn qua mùa đông, Kiev cần đảm bảo dự trữ khí đốt từ trước. Quân đội Syria cho biết đã phát hiện 42 thi thể của cả dân thường và binh sĩ trong một ngôi mộ tập thể tại Palmyra. Theo nguồn tin quân đội Syria, các thi thể đã bị phiến quân IS hành quyết dã man. Trong số đó, 24 thi thể là dân thường, bao gồm cả 3 trẻ em. Hiện các thi thể đã được chuyển đến một bệnh viện quân đội ở tỉnh Homs và một số đã được nhận dạng. Ngày 27 tháng 3 vừa qua, quân đội Syria với sự hỗ trợ của không quân Nga đã đánh bật IS và giải phóng hoàn toàn thành cổ Palmyra. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, trong suốt gần 10 tháng chiếm đóng Palmyra, phiến quân IS đã hành quyết ít nhất 280 người tại đây. Trong thông điệp nhân ngày thế giới nhận thức về bệnh tự kỷ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho rằng hàng triệu người trên thế giới đang phải chung sống với bệnh tự kỷ. Bệnh này chưa được nhận thức rõ tại nhiều nước và một số nơi, người tự kỷ bị kỳ thị, xa lánh. Điều này là vi phạm nhân quyền và lãng phí tiềm năng của con người. Theo ông Ban Ki-moon, thực tế những người mắc bệnh tự kỷ cũng có một số khả năng và lĩnh vực quan tâm. Họ có thể chia sẻ và giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước tăng cường sự hỗ trợ tài chính hơn nữa cho người mắc bệnh tự kỷ, đặc biệt là những người trẻ tuổi, giúp họ trở thành nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy tiến bộ xã hội. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 1 tháng 4 cũng đã tổ chức một sự kiện đặc biệt với tên gọi Bệnh tự kỷ và chương trình nghị sự 2030. Năm nay cũng đánh dấu 10 năm kể từ khi ra đời Công ước Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra ngày 22 tháng 5 năm 2016. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là quyền lợi của mỗi công dân. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử là trực tiếp góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bầu vào Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc cùng với toàn đảng, toàn dân, toàn quân cả nước thi đua lập thành tích chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.